Kính thưa quý vị, theo quan niệm dân gian, rồng là linh vật tượng trưng cho sự oai hùng, mạnh mẽ và linh thiêng. Khi vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư về thành Đại La, nhà vua đã đổi tên thành Đại La thành Thăng Long, có nghĩa là rồng bay, tượng trưng cho khát vọng về xây dựng kinh đô và đất nước hùng cường. Vâng, và ngay bây giờ không để quý vị và bà con nhân dân phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng tiếp tục thuận trình diễn tiếp theo của đội rồng đến từ huyện Đan Phượng. Xin mời. Thank you.
đến để tạo động lực cho các nghệ nhân và các con tim của chúng ta biểu diễn được nhiệt tình thôi, thì rất mong quý vị chúng ta đừng tiếc những tràng pháo tay thật lớn cho các bạn. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn đội dòng đến từ Việt Nam Phượng và chúc mừng quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho các nghệ nhân được không ạ?